nhá, tiếp đây. Vì là anh Nam với bà, tôi xin phép đọc lại bức thư vừa rồi. Nói là cái bức thư khá là hay. Anh sẽ để em đọc. Bức thư của bạn là hai cùng chiếc chiều 17. Anh sói và anh cáo ơi. Thế em đang gặp một chuyện hết sức khó khăn, chả là em quen của bạn cùng lớp. Chúng em chơi với nhau, chúng ta có một cái tình cảm vô cùng sâu đậm. Nhưng mà dạo gần đây em hay tự tưởng cho mình một gói xôi xéo. Em hơi thật, em hơi thật khá phản cảm. Để cho bạn ý dần dần xa cách em. Em thật buồn lo âu. Hai anh ơi, giúp em với. Em phải làm thế nào đây? Nhân tiện chương trình, em muốn nhờ hai anh nhắn nhủ của em rằng tình yêu bé nhỏ ơi, dù hơi khởi tớ cũng phải luôn xôi xéo. Nhưng nói chung tình cảm của tớ dành cho tâm cảm gì cũng thơm. Từ lời các bạn thanh vụ sẽ chú như vậy. Và người nhận là A, có thể nghe chiến thân sẽ trừ 11-1-9-10. Và bạn anh đi mắc đi. Anh sinh ra và đầu tư tuổi thơ của mình thành đất xung quanh chủ phủ. Anh sở hữu một con mặt mà có lẽ chỉ có mẹ anh mới yêu anh được. Xin chào, em có rất nhiều đặc biệt cho trong đất nước nói chung và thế trẻ nói chung hơn nữa. Cụ thể là em nhận được các danh hiệu sau đây: 50 năm huy hiệu tuổi em, huy hiệu cháu trai hạng nhất, văn chương đến tiết mục nhị hạng nhất, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty chén máu Hồ Tuyên Quang, chúng tôi chương làm một tin đúng phần của em cấp sáu. Thật sự của anh cần đến đây là em. Về đâu? Về về kia kìa. Ôi,
bạn cũng không có hai bạn trẻ còn lại thì có người đi được ra cho mình. Và nó chỉ tìm hôn muối phải không? Đấy là mày đấy, cười à. Quảng Nam đến Quảng Ngãi thời tiết vô cùng nắng nóng. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày mưa nhỏ, chiều mưa to, tối mưa, vừa vừa và đêm thì hơi nắng nóng. Đông Nam Bộ nắng to, nhiệt độ dao động từ 10 độ C đến 10 độ C. Đồng bằng Nam Bộ thời tiết khắc nghiệt, không thể dự báo chính xác nên các bạn đồng bằng Nam Bộ thì này chỉ là đặc trưng. Tiếp theo là phần tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ biển nhiều nước ít trên bè, tầm nhìn xa trên 5 km, giảm xuống đến 5-6 km. Quá trái bộ cái đường. Đằng này có thể đem cất hội nghị này. Chưa bà, thế rồi. Dám cất hội nghị bảo. Còn cũng xin một lưu ý nhắm nhủ đấy, bạn nào nhà có cụ già thì nên hạn chế cụ ra đường tập thể dục buổi sáng sớm hơn. Thời tiết ở đây nó hay thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Tiền đạo Lê Công Vinh là ký hợp đồng 15.000 đô la chuyển sang nào đá cho đội tuyển trẻ Xuyên Diệp, chính xác là đội hạng hai của tỉnh Xuyên Diệp. Hy vọng là anh sẽ đăng ký hợp đồng 15.000 đô la. Về bản tin thể thao trong nước, phong trào thể thao điện tử của chúng ta nó lên bao giờ hết? Bây giờ, mọi người trang hòa và quyết thêm. Trong năm thì
là thầy con trai lúc này cũng đã quả các bạn nữ mình, các bạn nữ mình về nhận bài lên đây anh đọc cho đọc chờ một bạn lên xem hả chưa bắn pháo đâu rồi lên giống như kiểu là trang trang lại cho học sinh khuyết tật của nó thế là anh tụi anh lên mấy đẹp anh đang anh đang nhìn như hoa cân lợn đấy. Anh ơi em muốn tặng quà. Đừng nghe chụp nhá. Cười. Cười vào. 1 2 cười đi, tiếp đi. Quay quay quay. Lấy bài thứ này chưa? Còn một tên một cuối cùng nào. Mới chụp ảnh thế à? Dạ chẳng. Lúc này người ngồi đây. Đúng chưa? Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Có thể là chúng tôi sẽ chân thành cảm ơn các quan tâm để phụ nữ của thanh thiếu niên, các thầy cô, các bạn sinh viên đang có mặt tại ngày đây. Bạn bè buổi sáng, bà con buổi chiều, chung vui và Bác Thành Chó. Bác Thành Chó.